Dạ chào anh. Nghe rõ không em? Nghe rõ. Dạ nghe rõ anh. Chào toàn bộ mọi người trên mạng nhá. Dạ nghe rõ. Rồi, cho anh nói mấy câu đánh xuống đây thì từ nãy giờ thì anh em cũng nói đầy đủ hết rồi. Dạ rồi. Anh coi, nhưng mà anh xin góp ý hai ý nhỏ nhỏ. Cái thứ nhất là cái bối cảnh Đảng ra đời, anh nói thêm một tí cho anh chút. Cái hai nữa là nói về chỗ đa nguyên đa đảng. Dạ. Thì cái đa nguyên đa đảng là từ trước anh em mình nói nhiều rồi, nhưng mà ý anh hơi khác các mọi người một chút. Tức là bây giờ có đa nguyên đa đảng chăng nữa thì đảng ta và lãnh đạo chúng nó không lãnh đạo được, vì đảng đang uy tín với dân mà. Giờ có đa nguyên đa đảng thì đảng ta vẫn lãnh đạo, dân ta vẫn được đảng lãnh đạo, chứ chúng nó không lãnh đạo được. Ta nói vậy để cho chúng nó biết, chúng nó biết chúng nó không có cửa nào quay lại nữa. Dân mình không chịu chúng nó là Chào ý thứ nhất anh nói. Ý thứ hai là mọi người nói là đa nguyên đa đảng đất nó có chiến tranh này, không phải. Tại vì đa nguyên đa đảng thì đảng ta vẫn lãnh đạo, không có chiến tranh được. Nhưng đa nguyên đa đảng thì có thể đất nước ta bị lộn xộn về chính trị, có thể là nền kinh tế phát triển chậm chậm hơn đa nguyên đa đảng em ạ. Còn nói như này nó mới đúng này, tức là dạ Đảng Cộng đúng sản anh. Việt Nam không lãnh đạo và đảng khác lãnh đạo là đất nước ta sẽ có chiến tranh. Ta phải nói rắn như vậy thì kẻ thù mới kinh. Chúng ta đừng chủ quan một đa nguyên đa đảng mất nước với chiến tranh. Tức là có đa nguyên đa đảng thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn lãnh đạo như thường, chỉ có điều là đảng thì là lãnh đạo thì có đa nguyên đa đảng thì đất nước ta có thể là hơi lộn xộn về chính trị giống như Thái Lan và Philippines. Còn 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 anh nói lại câu nữa là nếu có chiến tranh là Đảng Cộng sản không lãnh đạo có chiến tranh, đảng khác là lãnh đạo là có chiến tranh ngay, mất nước ngay. Tại vì đảng khác lãnh đạo là nước ngoài nó vào nó nhảy vào nó mất nước luôn đó. Cái ý anh muốn nói như vậy. Ok anh Quốc Cho Dũng. nên là xưa nay anh em là mình cứ nói chung chung như vậy là hơi chủ quan, để cho chúng nó càng được nê, nó càng nhảy vào, nó càng phá mạnh. Nó nghĩ chúng nó nhảy vào nó lật được Đảng Cộng sản là nó lấy được nước Việt Nam, không có đâu, chúng nó mơ ấy. Ý anh muốn nhấn mạnh cái chỗ đó, tức là ít nhất là đa nguyên đa đảng thì đảng ta phải lãnh đạo, chúng nó không có cửa, chúng nó có kiểu nào không có cửa. Còn còn nếu như đảng ta mà không lãnh đạo thì sẽ có chiến tranh ngay. Đảng khác là lãnh đạo, thứ đó đảng khác lãnh đạo để đưa nước ngoài về bán nước thì có phải có chiến tranh thôi. Có thế là cái thứ ý anh muốn nói cái chỗ đa nguyên đa đảng cho đó, anh hơi khác với mọi người cho đó. Mình không chủ quan được, Dạ rồi anh. mình phải có sức mạnh như vậy được, mình tin tưởng với đảng như vậy, tin tưởng với nhân dân như vậy đó, cho chúng nó thấy nó mới kinh. Là cái ý là anh phát biểu về đa nguyên đa đảng như vậy. Thì ý anh như vậy thì Bình Dương nếu có sai chúc Bình Dương với các bạn đây cũng thông cảm. Ý tôi mạnh mẽ tôi nói vậy. Dạ không sao Thứ hai anh, là cái đây bối là mọi người cùng chia sẻ mà. chỉ có ý nói như vậy thôi, thì như vậy thôi cho mọi người bổ sung thêm tí cho nó vui. Thứ hai là cái bối cảnh đảng ra đời thì anh nói với Dương nghe là anh với Dương với mọi người đây có khả năng lúc giờ chưa đẻ, nhưng mà đảng Dạ Việt đúng Nam anh. mình trước khi ra đời hoặc là sau khi ra đời dân mình khổ lắm, dân mình đóng thuế thân, đóng thử thứ thuế, cơm không có mà ăn, áo không có mặc, mù chữ, đất nước thì bị ngoại xâm nó xâu xé, không đóng được thuế thì nó kêu gia đình làng đánh cho, có nhiều người đánh cho đến lúc chết luôn, có nhiều người đánh cho không đóng không nộp đủ thuế, chỉ thiếu thuế thôi mà nó đánh cho từ tối sáng kêu làng con nước ở ngoài đình ấy. Nó mang ở ngoài đình nó bắt vạ. Anh nói Dương nghe vậy, anh nghe ông bà anh nói chuyện ngày xưa khổ lắm đấy, con người ta đóng khố, tóc thì búi, vai thì kéo cày thay trâu, đi vay siêu nặng lãi của tụi địa chủ, đi vay lúa gạo, đi vay tiền, rồi siêu nặng lãi của địa chủ, nó lấy lãi mẹ đẻ lãi con đó, rồi con cái đẻ ra là từ trai gái không ăn, không có cơm ăn áo mặc, không học hành, phải đi ở cho địa chủ, phải ở với tư sản đó. Đó từ cái chỗ là làm ra như vậy đảng ta mới ra đời lãnh đạo nhân dân đấy, thành lập chính quyền và cướp chính quyền từ tay Nhật đó, để đánh giặc đói, đánh giặc dốt, đưa chính quyền về, đưa ruộng đất, đưa chính quyền về tay dân. Đấy, người nghèo có cơm ăn áo mặc, người nghèo có ruộng đó, bình đẳng. Đấy, xóa được cái giai cấp, tức là giữa người giàu và người nghèo, giữa địa chủ và tư sản và nhân dân, là đảng ta lãnh đạo chỉ có một giai cấp thôi, là giai cấp nông dân. Có hai giai cấp là giai cấp nông dân và giai cấp công nhân, mà đảng Việt Nam lãnh đạo nhân dân từ đó tới nay 80 năm trời Dạ, rồi, nhân dân ta anh nghe trả lời. Tấn cử Trung Cộng nó cướp tới trước cửa nhà bạn chưa tấn cử hả? rồi từ chỗ con cái đẻ ra không đồng hành chuyên đi ở thôi, đi ở đợi đến lúc từ bé đến lớn
Đó. Rồi là khi đảng lãnh đạo thì đảng đánh đuổi được đế quốc thực dân, đảng là đánh đuổi được tư bản ngoại ngoại lai để mang ruộng cày, mang cơm áo, mang chữ về cho dân. Đến giờ đảng lãnh đạo đến giờ này dân ta là đã được cái giờ này, đã đuổi kịp với các bạn bè Nam châu thế giới, tất nhiên chưa giàu nhưng mà những cái đất nước ta đang đứng hàng thứ ba thế giới, top nước thứ ba đấy, tức là nước giàu thì đến nước trung bình thì đến nước phát triển, nước ta đang đứng đầu các nước của top các nước phát triển đó, như vậy thôi chứ bây giờ còn đòi gì nữa. Còn bây giờ là các rồi một số tụi Trung Cộng đang cứ muốn đảng khác lên thay lãnh đạo là đảng Cộng sản Nam, sao những năm 30 không đứng lên mà thành lập đảng đi, những năm 30, năm 20 đầu thế kỷ 20 đấy không đứng lên mà thành lập đảng thì mà lãnh đạo. Giờ đảng Cộng sản bây giờ người ta lãnh đạo dân dân đến giờ này là đòi đuổi người ta ra đường nhảy vào lãnh đạo à? Mẹ chúng mày đừng có mơ, tụi chúng mày đừng có mơ, dân tộc này không nô lệ. Có anh có từng lãnh đạo, theo em nhớ không lầm thì cái thời gian lãnh đạo cũng không phải là ít, cũng gần 20 năm, Vâng. nhưng mà tại sao phải vẫn không giữ được được Việt Nam, vẫn không giữ được một cái gì, không làm được cái gì Đúng cả? rồi. Có chứ anh, có đó, có thời gian anh xem là có thời gian giữ nước cũng gần 20 năm. Rồi. Tấn cử muốn lên diễn đàn này không, lên đây nè nói cho dễ, ngồi dưới comment tay nhanh hơn não mà không được gì đâu, muốn cần lên lên diễn đàn là nói Tấn Tấn cử ha, Tấn cử lên không. Đến tới giờ này dân tộc Việt Nam là không nhục với các nước trên thế giới, không ai làm nô lệ một ai cả, không ai làm nô lệ cho ai, mà không chúng dân ta không làm nô lệ nước ngoài, mà nước ngoài không bắt ta làm nô lệ được là tốt rồi. Còn cái nghèo thì bây giờ phải làm ăn chứ không ai mà cho tiền mình cả, phải làm ăn, ai phải làm ăn thôi đấy. Cho nên là mấy cái anh các chị chống cộng đoàn tốt đừng có mơ, dân tộc này không có làm nô lệ nó bắt ai cả, đảng cộng sản là của dân, là do dân, là vì dân, có vậy thôi. Thôi thì anh lên anh chia sẻ chút xíu vậy thì em Dạ có rồi, hỏi thêm ok, hoặc là cảm ơn anh bổ anh. sung thêm hai ý chút xíu vậy thôi. Dạ rồi, em cảm ơn Rồi anh. anh hơi khác đấy, xin lỗi cả nhà nhé.